Đây là chiếc ghế mà bác thường ngồi mỗi lúc mà buổi chiều, những lúc mà đi dạo về rồi là làm việc ở trong phòng, thì chỗ này là thường bác đang đây ngồi và ngắm ra sông Hồng ấy. Bác thường hỏi han hôm nay là cháu trực có vất vả lắm không? Rồi là con cái đi làm như thế này thì con cái ở nhà thì ai lo cho? Bác như là một người ông, người cha trong gia đình ấy, rất là gần gũi. Mỗi lần mang cơm lên cho bác, bữa cơm mang lên thì bác thường hỏi là thì cháu đã ăn sáng chưa, hoặc là cháu đã ăn gì chưa. Nên bác cũng hỏi thế cháu trực có vất vả lắm không? Sau khi được giải thích, được xin phép là thực hiện các kỹ thuật thì bác luôn luôn nói là tuân chỉ. Chưa khi nào bác thể hiện một cái sự khó chịu cả. Phải nói đó là một cái đức tính mà có lẽ chúng tôi có mệt mỏi bao nhiêu nữa thì chúng tôi cũng không thể có một cái phản ứng khác được. Đó là luôn luôn thể hiện cái tình cảm trách nhiệm. Chúng tôi cảm thấy rằng là một bệnh nhân đặc biệt như vậy mà không bao giờ có một cái cáu gắt, không một lời từ nào cả thì không có lý do gì để cán bộ nhân viên không thể có một cái suy nghĩ khác trong cái việc là chăm sóc bác được. Trong quá trình đó thì bác có những cái cuộc họp vô cùng quan trọng thì bác vẫn tham gia được. Và bác luôn luôn yêu cầu rằng là cái việc chăm sóc làm sao đảm bảo được hai nội dung, một là sức khỏe, hai là công việc. Mặc dù rằng là mệt nhưng mà bác luôn luôn cố gắng. Có những ngày mà bác rất mệt nhưng mà bác thấy rằng như là bác phải cố gắng để bác tập bước từng bước một. Có nhiều lúc rất mệt không thể ăn được, không muốn ăn gì cả nhưng mà bác vẫn quyết tâm ăn hết tiêu chuẩn để mục đích là giữ được sức khỏe cho tiếp tục công việc của ngày tiếp theo. Thì có những cái bộ quần áo của bác mặc mười mấy năm trước sờn hết cả trong rồi, chúng tôi khi mà thay quần áo mặc cho bác thì mới phát hiện ra là nó giản dị như thế. À, rất là vinh dự và tự hào là một người điều dưỡng được chăm sóc bác từ 2019 đến nay. Thì trong quá trình chăm sóc, bác rất là giản dị, mộc mạc. Bác hỏi han những câu hỏi về các con đi học như thế nào, hay là các cháu bao nhiêu tuổi, có khó khăn gì không. Bác rất là giản dị, gần gũi nhưng mà cũng rất là thân thiện. Thì bác giản dị thì trong cái ăn cũng như là trong cái mặc của bác ăn thì bác ăn theo bệnh lý, ăn theo cái chế độ ở đây mà nhiều khi cũng rất là ít món đấy, nhưng mà không nhiều món nhưng mà bác cũng cố gắng ăn. Thế và bác ăn thì bác cũng cố gắng là ăn theo cái y của bác sĩ, mà chẳng hạn mà yêu cầu bác ăn bao nhiêu thì bác cố gắng ăn được từng đấy bấy nhiêu. Thế là những cái mà về mặt giản dị và cách sinh hoạt của bác cũng thế, rất là giản, cũng không có gì mà đòi hỏi về gì phải chăm sóc hoặc là cái gì đặc biệt cả. Trong cái lời nói rồi cử chỉ ánh mắt của bác rất là gần gũi, nên làm cho mọi người cũng cảm giác là khi mà tiếp xúc với bác thì mình cảm giác như là có là mình không có cái gì mà ngăn cách để mình mà chính là cái động lực cho mình làm sao phục vụ cho bác tốt nhất.